Đẩy theo hũ, đẩy theo hình thể của ta. Này gũ đá 2 tiếng được không thầy? Không vào. Mua bao nhiêu cái tiền? Má bán luôn. Đóng rồi. La lên té cái. Hay quá. Thì số đã được nâng lên 4 2 ai đó bên dưới kìa, bên dưới kìa. Thế lộn xộn như trí hết trơn. Thì số là rút ngắn còn 3-4 cho đội nước cấm. Trận đấu chỉ còn 8 phút nữa. Bốn ba.
Không vào. Đá dưới không được, anh tấn công hay, tu tấn công hay mà sao đưa về cũng vậy. Số là 4 đều. Thêm 1.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4 đều dành cho hai đội. Đây là trọng tài Cố Duy Thái, người gốc Brazil. Thấy có quay không?